vật của khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay là bạn Hà Phương Thúy. Cô gái sinh năm 2003 vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong mùa dịch Covid với số điểm rất ấn tượng. Và tại khoảnh khắc cuộc đời, Phương Thúy sẽ giao lưu trực tuyến cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Ngày hôm nay, một khoảnh khắc mới được mở ra. Chúng ta gặp một cô bé nhỏ dễ thương và có những thành tích đặc biệt trong học tập. Xin chào Hà Phương Thúy. Dạ, cháu xin chào chú Vũ Thành Vinh và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Cháu tên là Hà Phương Thúy và cháu đã hoàn thành đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 ạ. Trước khi đến với khoảnh khắc mà chia sẻ với Thúy thì chú xin đọc một cái dòng trạng thái mà cháu đã từng ghi nhé. Vâng ạ. Một cô gái nhỏ bé bước chân vào trường Phan Châu Trinh chỉ với mục tiêu học thật tốt. Nhưng mọi thứ đến với tôi như một cái duyên, để rồi tổng kết lại danh hiệu mà tôi nhận được chính là sự công nhận và những nỗ lực hết mình. Xin cảm ơn vì tất cả. Tình nguyện xung kích, ý chí vững vàng, ngọn đuốc sẵn sàng chính là thanh niên. Nghe xong cái câu trạng thái này thì cháu xúc động quá. Tại vì đây là một cái danh hiệu mà cháu cũng hơi bất ngờ khi mà mình nhận được. Đó là cái danh hiệu mà đoàn viên ưu tú cấp trường. Danh hiệu này cháu đã được trường tặng khi kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn ạ. Và đây là lần đầu tiên cháu có được một cái danh hiệu về các công tác đoàn. Nên cháu cũng thấy rất là vui và hạnh phúc. Chú thấy rất là nhiều cái tín hiệu tích cực ở trong cái cách mà cháu tiếp nhận cái danh hiệu đó. Chứng tỏ là cháu đang rất là hạnh phúc và có cảm giác là mình đã cống hiến sức nhỏ nhoi của cái thanh xuân và tuổi trẻ của mình, đúng không? Dạ đúng ạ. Chú được biết là trước đây cháu là một người rất là nhút nhát. À đúng ạ. Khoảng thời gian cái lúc mà cháu bắt đầu bước vào trường tiểu học ấy thì thực sự là cháu gần như là trong cả một tiết học cháu còn không dám nói gì cơ ạ. Vì cháu lúc nào cũng sợ là nói sai này, hay là nói mà những cái lời mà không được hợp ý của người khác thì sẽ khiến cho họ cảm thấy không được có thiện cảm với mình. Nhưng mà mọi thứ thì nó đã thay đổi dần dần và để đến hiện tại thì cháu có thể ngồi đây và tự tin để nói chuyện ạ. Cái việc đó được cải thiện bằng cách nào? Dạ, nó được cải thiện qua đúng một cái khoảnh khắc mà đến bây giờ cháu phải cảm ơn cô giáo dạy lớp 3 của cháu. Cô ấy tên là Sương. Cô đã chọn cháu đi thi kể chuyện Bác Hồ. Sau giờ học là cô đều ở lại để cô rèn luyện về cái cách đứng, dáng đi cũng như là giọng nói cho cháu. Và bất ngờ là cháu đã giành được giải nhất ngay trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi đó. Từ đấy thì cháu đã có nhiều cơ hội hơn để được tham gia các cái cuộc thi về nói cũng như là dẫn chương trình cho trường hay là thành phố ạ. Thì cháu nghĩ đấy là cái khoảnh khắc mà thay đổi cả cuộc đời của cháu cho đến hiện tại. Cảm ơn cô giáo ha, ít nhất đã tin tưởng và đã huấn luyện cho mình trong một thời gian ngắn có thể đứng để kể chuyện. Và hình như là cháu còn có ước mơ được làm người dẫn chương trình đúng không? À đúng rồi ạ. Cháu mong muốn là được trở thành một biên tập viên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Vì là cháu không có cơ hội để tham gia vào chương trình nên là cháu muốn được nhìn các bạn thí sinh thi đấu và cũng muốn là được tận hưởng cái cảm xúc mà rất là náo nhiệt ở trên trường quay. Và cũng có một cái ước mơ khác nữa là cháu mong muốn được trở thành một nữ doanh nhân. Cháu nghĩ là với cái khả năng của mình thì nếu cháu có cơ hội trở thành doanh nhân, cháu có thể mang được những cái giá trị của Việt Nam vươn ra tầm thế giới và mang được những cái giá trị của thế giới để xây dựng cho đất nước mình ạ. Để cái ước mơ đó trở thành hiện thực thì bây giờ chúng ta phải cố gắng học thật giỏi. Chú được biết nè, cháu còn là cái người đi học taekwondo rồi sau đó là aerobic, nhưng mà tất cả những cái điều đó cháu đều làm một cách rất là tốt và có những cái thành tích nhất định. Thế bí quyết của cháu là gì ạ? Cháu không có một cái bí quyết gì cả. Mọi thứ nó đến với cháu theo một cách khá là tự nhiên. Khi mà cháu được tiếp cận với hai môn học này thì taekwondo là do bố cháu giới thiệu cháu đến lớp, còn aerobic là vì thầy giáo nhìn thấy có vẻ là cháu có tố chất nên là giới thiệu vào trong đội. Khi vào tập thì cháu cũng chỉ biết là cố gắng mình hoàn thành từng cái bài tập một, từng động tác một để mình có thể, thứ nhất là mình cải thiện được sức khỏe, cái thứ hai là mình cảm thấy là tự tin hơn khi mà mình giao tiếp ở bên ngoài. Và cứ thế thì cháu không ngờ là mình lại có thể đạt được những cái thành tích ở hai cái môn thể thao này. Và bây giờ thì cháu đã rất yêu và rất đam mê hai môn thể thao này rồi. Qua cái câu chuyện của cháu thì thấy rõ ràng có những cái điều như cháu nói, may mắn được tiếp cận. Nhưng mà mình cũng là cái người chủ động để tiếp nhận cái điều đó. Thứ nhất là mình phải say mê, mình phải hết mình với nó. Sau những cái thành công nho nhỏ đó thì cháu rút ra được kinh nghiệm gì cho mình để chia sẻ với các bạn cùng trang lứa nè? Kinh nghiệm của cháu thì có lẽ là tất cả mọi việc, dù việc lớn hay việc nhỏ,
dù là mình có năng khiếu sẵn hay là mình mới bắt đầu làm, mình đã đặt hết tâm huyết của mình, cố gắng hết sức mình thì chắc chắn mình sẽ giành được một cái thành tích gì đấy cho bản thân và cũng như là cho những người thân yêu của mình ạ. Bây giờ thì chúng ta đang ở trong khoảng khắc cũng rất là đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Thì chúng ta đang trải qua một cái đại dịch rất là lớn. Trong đó có cái khoảng khắc mà cháu cũng vừa trải qua ở cái lứa tuổi của cháu, đó là thi tốt nghiệp. Cái khoảng khắc cũng rất là khó quên. Cái kỳ thi tốt nghiệp này thì cháu nghĩ đây là một cái kỳ thi có 1, 0, 2 và có lẽ sẽ là duy nhất trong cuộc đời mà cháu được trải qua. Trước khi mà cháu làm bài môn ngữ văn thì cháu đã phải làm một cái bài kiểm tra khác, đó là bài kiểm tra Covid-19. Cháu cũng đã phòng dịch tốt, nhưng mà cháu cũng thử đặt ra một vài cái giả thuyết là bây giờ nhỡ mà mình dương tính thì mình phải làm sao đây? Với chắc là mình lại ngồi ở nhà, mình ngắm các bạn thi đợt 1 xong rồi mình sẽ thi đợt 2 vậy. Nhưng mà may mắn là đã không có một ai ở trong thành phố Đà Nẵng dương tính với Covid-19 và cái đợt thi vừa rồi nó đã diễn ra rất là suôn sẻ. Và cháu cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã có thể hoàn thành được kỳ thi này. Phải nói cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật là các cấp lãnh đạo của ngành giáo dục cũng đã cố gắng để các cháu có một mùa thi an toàn. Có thể báo một chút kết quả cho chú biết không? Dạ, kết quả thì cũng khiến cháu cảm thấy hơi bất ngờ và vui sướng vô cùng. Cháu thi khối D01 là toán văn tiếng Anh. Thì điểm tổng của cháu là 28 điểm. Thì trong đấy có môn toán cháu đạt 9.6. Ngữ văn cháu đạt 9.0 và tiếng Anh thì cháu được 9.4 ạ. Trước khi thi thì cháu dự đoán mình khoảng bao nhiêu điểm? Trước khi thi thì cháu nghĩ là môn toán chắc cháu chỉ được 8 thôi. Bởi vì là toán thì không phải là thế mạnh hàng đầu của cháu. Đến lúc mà cháu kiểm tra thì cháu không ngờ là cái điểm toán của mình đã thành ra là điểm cao nhất trong cả 3 môn. Vậy thì có thể nói là vượt chỉ tiêu đúng không? Chú chúc mừng cháu này. Chúng ta sẽ bước vô cánh cửa đại học và những cái cánh cửa mới nó sẽ mở ra. Và những cái khát vọng của cháu mai mốt trở thành doanh nhân này, trở thành một người có sức ảnh hưởng thì nó cũng bắt đầu từ ngày hôm nay này. Bắt đầu từ những cái chặng đường nhỏ bé như vậy. Hy vọng rằng cháu sẽ tận dụng những cái khoảng khắc này để làm tốt những công việc mà cháu đã từng làm tốt ở các cái công việc khác. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu cũng đang đặt ra thêm những cái kế hoạch để cho chặng đường bước vào cái trường đại học mà mình mong muốn và cháu hy vọng là mình có thể thực hiện được hết tất cả những cái kế hoạch và mục tiêu mình đề ra. Chú chỉ có một nhắn gửi như vậy, không phải cho cháu mà cho các bạn trẻ vậy, khi mà chúng ta phải tận dụng tối đa cái khoảng thời gian ở trên giảng đường đại học này. Không chỉ học ở trên giảng đường đâu, mà cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái để học. Và chúng ta tích lũy như thế để khi mà ra trường á, chúng ta vừa có kiến thức ở trong nhà trường, chúng ta vừa có kiến thức của xã hội. Và nhất là ngày hôm nay với cái thế giới mở như vậy thì chúng ta đừng đóng khung việc học của mình, cố gắng mở rộng cái tầm mắt mình ra. Cùng một lúc chúng ta có thể tiếp thu những cái nền văn hóa, nền tiên tiến của xã hội, đặc biệt là phải ứng dụng những cái công nghệ mới nhất. Ai cũng có một cái quỹ thời gian giống nhau. Thế thì cái quỹ thời gian đó ai sử dụng một cách hiệu quả nhất thì người đó sẽ đi về trước. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy ạ. Bây giờ thì khoảng khắc cuối này thì chúng ta cũng sẽ không quên được cái nhiệm vụ. Đó là một cái người công dân quan sát những cái gì xung quanh vừa xảy ra với mình. Thì cháu có ký ức hay có một cái cảm xúc đặc biệt với những cái tấm hình mà cháu đã quan sát được ở trong cuộc sống mình không ạ? Có lẽ là như mọi người cũng đã biết thì vào năm 2020, cũng khoảng cái giai đoạn này là Đà Nẵng đã phải trải qua một cái đợt dịch rất là nghiêm trọng khi mà các cái ca bệnh liên tiếp xuất hiện ở Đà Nẵng. Và khi đó thì thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh và từ cả nước nữa. Nên là có một cái tấm ảnh mà cháu đã nhìn thấy được là các y bác sĩ ở các tỉnh thành khác đã đến hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng của chúng cháu. Cháu cảm thấy rất xúc động và cũng thấy rất biết ơn tất cả những người đã dám đứng lên tuyến đầu chống dịch để giúp đỡ cho Đà Nẵng. Cho đến năm 2021 thì thành phố Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm hơn và cũng đã khống chế dịch được hiệu quả. Bản thân cháu thì cháu cũng cảm thấy rất là vui khi mà thành phố đã đưa ra được những cái chính sách để bảo vệ cho sức khỏe của người dân. Nhìn tấm hình đó cho chú cảm thấy ấm lòng hơn khi mà mọi miền tổ quốc ở nơi nào gặp khó khăn thì chúng ta cùng với nhau. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng giúp cho Đà Nẵng, cho Hà Nội và cho các vùng khác. Thì ngày hôm nay khi thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gặp những khó khăn thì ở đâu đó ngoài miền Trung và Hà Nội cũng đang tiếp tế những người con của mình, những lương thực thực phẩm và rất nhiều những cái điều cần thiết nữa để cùng với nhau
chúng ta vượt qua những khó khăn. Đó là cái tình đoàn kết của đồng bào của chúng ta rất là ấm áp. Dạ đúng ạ, cháu cũng cảm thấy thực sự là vui và cảm thấy cái tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam mình là càng ngày càng sục sôi ạ. Và chú có một ước mơ và mong muốn với các cháu à. Khi các cháu là người hạnh phúc của ngày hôm nay ở trong đất nước Việt Nam, được học, được sống và được làm việc trong cái tình yêu thương của tất cả mọi người, thì các cháu phải nhớ cái giây phút này. Nó như là động lực để ngày mai các cháu là những tương lai của đất nước thì sẽ làm được nhiều điều mà những cái người đi trước đã phải cố gắng đổ mồ hôi để có thể giành độc lập và cũng như giành lại cái sự bình yên của đất nước chúng ta. Cháu cũng nghĩ là như thế ạ. Cháu vẫn còn nhớ ở trong cái bài thi ngữ văn hôm vừa rồi của mình, thì ở cái bài thi nghị luận xã hội là sự cần thiết của việc cống hiến, thì cháu cũng đã ghi lại những cái hình ảnh của các vị bác sĩ mà phòng dịch ở Bắc Giang hay ở Bắc Ninh, mà những cái tấm lưng của họ phồng rộp lên vì trời nóng. Không chỉ đơn thuần là cháu viết cái câu văn đấy để có điểm, mà cháu muốn tôn vinh họ và một cái cách nào đấy cháu truyền đi được những cái thông điệp về cái sự cống hiến của tất cả mọi người và đặc biệt là giới trẻ chúng cháu. Đó là khoảnh khắc mà cháu đã quan sát được ở trong cộng đồng và cảm thấy cái tình yêu thương của mọi người dành cho nhau, đặc biệt là các bác sĩ. Bây giờ một cái khoảnh khắc gần hơn một chút ạ, về môi trường, về cái kỳ thi vừa rồi thì cháu sẽ chọn khoảnh khắc nào ạ? Cháu nghĩ là ngay trong năm 2021 này thì cháu đã có một cái khoảnh khắc là cháu cùng với đội tuyển aerobic của trường cháu giành được huy chương đồng hội khỏe phù đồng cấp thành phố. Huy chương đồng mặc dù không phải là cái thành tích cao nhất mà cháu đã đạt được, nhưng mà nó lại khiến cháu nhớ nhất cho đến tận bây giờ. Vì trước khi thi có một tuần thôi là cháu đã bị chấn thương, cháu bị lật sơ mi. Lúc đấy cháu đã khóc rất là nhiều và cháu sợ là mình không thể nào tham gia cuộc thi được nữa và không thể nào cống hiến được cho ngôi trường của mình nữa. Nhưng mà nhờ có sự động viên của cô, của các bạn, cũng như là cháu đặt quyết tâm cao độ vào cái đợt tranh tài đấy, cho nên là cháu cũng cố gắng dưỡng thương và cháu làm tất cả biện pháp để cháu có thể hồi phục nhanh nhất. Rất may là đến cái ngày thi thì cháu đã có thể biểu diễn được cái bài thi đấy một cách trọn vẹn. Cái tấm huy chương đồng mà chúng cháu đạt được là nó đã có cả cái sự nỗ lực, có cả nước mắt và thậm chí là có cả những cái lần mà chảy máu nữa. Và có lẽ là cái khoảnh khắc giành được huy chương đồng đối với cháu sẽ là cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất về một cái thành tích mà cháu đã đạt được trong cuộc đời của mình. Người ta sẽ nhớ lâu những cái khoảnh khắc mà ở đó nó có cả những cái sự cố gắng hành lên những cái khó khăn nữa. Tại vì nếu mà một con đường đi bằng phẳng quá người ta sẽ không nhớ đâu. Và ngày hôm nay cái khoảnh khắc của chúng ta đang ngồi đây thì cả dân tộc Việt Nam cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua. Và ở trong giây phút cuối cùng của khoảnh khắc này, chú rất muốn cháu thay mặt cho các thế hệ trẻ nói một cái gì đó để cho chúng ta cảm thấy tin tưởng hơn vào thế hệ trẻ của Việt Nam. Cháu sẽ nói điều gì? Có lẽ là cháu sẽ gửi một cái lời chúc đến với tất cả mọi người. Trước hết thì là một lời chúc sức khỏe, chắc chắn rồi, bởi vì bây giờ chúng ta đang trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như thế này thì một cái sức khỏe tốt rất là quan trọng. Và thêm một cái lời nữa mà cháu muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người là chúng ta đã trải qua hơn một năm chống dịch khó khăn và có lẽ là sẽ còn phải một khoảng thời gian dài nữa thì mọi thứ mới ổn định. Thì cháu chỉ hy vọng là mọi người sẽ luôn nêu cao cái tinh thần dân tộc như lúc này, luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan nhất, cùng nhau thực hiện tốt quy định của nhà nước. Sớm thôi chúng ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Chúng ta có một ít phút để ngồi chia sẻ về những khoảnh khắc, những cái lát cắt của cuộc sống để chúng ta cố gắng nâng niu những cái khoảnh khắc này, để những ngày sắp tới khi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy tự hào về bản thân của chúng ta vì chúng ta đã làm hết sức mình. Dạ đúng rồi. Chúc cho cháu và gia đình nhiều sức khỏe. Mong rằng cháu sẽ quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa để có thể làm được những điều mà cháu mong muốn trong thời gian sắp tới nhé. Dạ, cháu xin cảm ơn chương trình vì đã cho cháu có cơ hội được chia sẻ những cái cảm xúc lúc này. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình và đón nhận chương trình vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.